có nên sử dụng mega đầm bọc đầu mũi? Khi mà các bạn nâng mũi mà sử dụng cái vật liệu sôi đầm hay là mega đầm này để bọc đầu mũi, bác sĩ cũng sẽ thu được cái chi phí nó cao hơn, nhưng bác sĩ lại không khuyên được bạn nên sử dụng mega đầm để bọc đầu mũi. Cái vật liệu mega đầm này là một cái vật liệu mô da nhân tạo, và trước đây thì nó sử dụng trong cả ghép da khuyết hồng ở những cái vết thương bị bỏng, ứng dụng trong cái việc là bọc để bảo vệ phần đầu mũi của chúng ta, giúp phần da ở mũi chúng ta dày lên, tránh bóng đỏ và lộ sụn đầu mũi. Nhưng thực sự hiệu quả của nó thì có đạt được như vậy hay không? Khi chúng ta sử dụng để bọc vào phần đầu mũi thì cái phần sụn nhân tạo đầu mũi và phần da ở mũi chúng ta có một cái phần áp lực rất là lớn, và cái nuôi dưỡng chỉ bằng thẩm thấu ở da ở mũi thì thường nó sẽ không đủ dưỡng cho cái phần mega đầm này của chúng ta nó sống tốt được. Những cái trường hợp lộ sụn mà bác sĩ đã tháo sụn nhân tạo ra ấy, thì có thể thấy là phần mega đầm này nó đã tiêu đi hết và nó không có cái chức năng bảo vệ cho phần da đầu mũi của chúng ta nữa. Ngoài ra thì có những trường hợp